đây review cái dự án The Melody Shibuya. Hiện tại đây là khu biệt thự BT05. Hiện tại đang bán cái khu BT05 này, gồm có biệt thự và các lô shop house, biệt thự lâu đài và biệt thự phố. Ở các dãy bên kia thì là có ở đầu dãy thì là các căn biệt thự có diện tích lớn, và phía trong là có 20 căn shop house. Đây là cái vườn tiện ích, vườn hồng của dự án rất là đẹp. Thì các lô shop house có diện tích nhỏ nhất là 140 đến 149 và 170, và các lô biệt thự thì diện tích 315 đến gần 419 mét vuông. Ở BT05 này thì có 3 dãy, dãy trong cùng kia, dãy giữa và các lô biệt thự ở phía ngoài này. Thì ở mặt đường này là rộng 21 m. Đây, mặt đường này rộng 21,5 m. Và đường nội khu rộng là 11,5 m và 17,5 m. Quý khách có nhu cầu quan tâm đến cái căn hộ ở đây thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0913374482 để có thông tin chi tiết về giá bán, chính sách bán hàng.